Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip phân tích cái cách lừa đảo của hiện tại là người ta gọi điện thoại. Người ta gọi điện thoại, người ta bảo mình làm bấm like trên Facebook để nhận tiền. Thì có rất là nhiều người bị lừa cái vụ này các bạn, bị lừa từ vài chục triệu cho tới vài trăm triệu. Lừa rất là nhiều nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách thức của tụi nó lừa như thế nào và cách để mình kiếm tiền lại từ nó, tức là nó thay vì nó lừa tiền mình thì mình lại lừa nó. Hồi sáng giờ nó gọi cho mình thì mình đã lấy được của nó là 640.000 mà mỗi lần là chỉ có 15.000 tới 20.000 thôi các bạn. Từ hồi chiều hôm qua miết tới tối hôm nay là mình đã lấy của nó 640.000. Nếu mà bình thường á, mà những người mà không biết á, mà bị dụ á, có khả năng là sẽ mất từ 1 triệu cho tới 100 triệu. Với cái thằng lừa hôm nay thì nó mất từ 1 triệu cho tới 100 triệu lận. Nhưng mà hôm nay mình khâu hơn thì mình đã lấy được của nó được 640 ngàn. Và nó hẹn ngày mai là tiếp tục làm tiếp. Mình nghĩ là có khả năng là nó sẽ đưa mình vô danh sách đen. Tại vì hôm nay nó không lừa được mình thì ngày mai chắc chắn nó sẽ chặn mình ra khỏi group. Còn nếu mà lừa được á, thì ngày mai nó sẽ lừa tiếp các bạn. Nhưng mà hiện tại mình thấy nó chưa chặn mình thì không biết sáng mai mình có tiếp tục làm nhiệm vụ là 15 ngày hàng ngày hay không. Bây giờ mình sẽ nói lại cái quy trình từ đầu tới cuối mà tụi nó lừa như thế nào các bạn. Thì cái video này á, mình sẽ up trên YouTube và chắc mình làm cái đoạn video này chắc cũng phải hơn 30 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ nên hơi dài. Nhưng mà nó chi tiết thì anh em cố gắng anh em theo dõi nha. Mà nói ngắn gọn nhất, đầu tiên là mình sẽ cho các bạn coi cái đoạn video sáng ra nó gọi cho mình nghe một cái là mình biết lừa đảo luôn nha. Đây, xin mời các bạn. Anh dùng phần quà để thay lừa đảo đó nè. Trong phần quà mà bên em thì tầm lấy nó hoàn toàn thì cũng 100% kể cả phương thức thì cũng không mất đâu nha. Dạ, anh ơi, em hỏi cho một chút xíu là khi có liên quan mà em vừa điện ra anh ấy ra nó có bị có tên là Thanh Lý Thủ Tùng tên xe Phúc đúng không ạ? Dạ, đúng rồi chị. Dạ, nhân viên bên em xin phép được kết bạn Zalo với anh và gửi cho anh xin phép phần quà. Anh và Zalo đồng ý kết bạn giúp em để mình tham khảo phần quà và mình ghi danh địa chỉ nhận quà trên nhóm kia ở Zalo cho anh. Và lưu ý là phần quà bên em gửi tặng với anh là hoàn toàn miễn phí 100%. Miễn phí. Nhưng mà bên em giao tới mà có thu phí thì anh từ chối nha. Zalo của mình có thu phí là không nhận. Dạ, Zalo của nhân viên bên em bảo này nó tên là Phạm Minh Phước á. Anh và Zalo đồng ý kết bạn giúp em ạ. Dạ, anh cảm ơn mẹ, chào anh. Rồi, thấy không? Các bạn đầu tiên thì nó sẽ giới thiệu là em là nhân viên của công ty điện máy xanh, của thế giới di động, của Vinaphone, của Vinmart gì đó. Đại loại là trong cuộc đời các bạn chắc chắn là bạn sẽ vô điện máy xanh, các bạn mua một lần đúng không? Đó, kiểu vậy. Bên đây có một món quà gửi tặng cho các bạn, có thể là một bình nước, có thể là một bình nước hay là máy ấm siêu tốc hay là bất kỳ một cái gì giá trị gửi tặng cho các bạn tới tận nhà luôn. Lưu ý là gửi cho anh chị tặng nhà không thanh toán bất kỳ món nào. Mở ra kiểm tra nếu mà đúng thì anh chị nhận, còn không đúng thì trả về, không tốn bất kỳ chi phí nào. Nghe đã không? Đã đúng không? Nhưng đó chỉ là cái câu mồi chài thôi đúng không? Tiếp theo nó nói câu cuối đúng không? Anh chị kết bạn Zalo cái anh Phước để mà gửi cái thông tin đúng không? Đó, rồi. Giờ tiếp tục nha. Đây. Đây, đây là cái ảnh đầu tiên mà khi mà tại vì nó gọi cho mình là nó có số Zalo đúng không? Mình không chủ động mình kết bạn cho nó sẽ không đồng ý mà nó sẽ chủ động nó kết bạn cho mình. Tại vì nó tránh trường hợp kiểu như là mình rủ thêm một người nữa vô lấy tiền của nó bạn. Thật ra là nó đang lừa mình nhưng mà mình đang bắt đầu lừa nó. Thì đây. Đây các bạn đọc nè. Chào anh chị, chào anh chị vừa vào nhóm em là Phạm Tuấn, trưởng bộ phận kinh doanh khách hàng công ty trách nhiệm hạn dịch vụ AB, nói chung cái này là nó ghi đại thằng bạn. Kính thưa anh chị, nhân dịp tri ân tháng 7 công ty trách nhiệm hạn dịch vụ AB Go Việt Nam, thì thằng cái tụi lừa đảo này nó đang làm trên cái phần mềm Go Việt Nam, thì cái khúc cuối nó liên quan tới cái Go Việt Nam này các bạn. Kết hợp cùng nhiều nhà tài trợ đồng tổ chức chương trình tri ân này cho những khách hàng đã từng mua hàng tại siêu thị điện máy xanh, thế giới di động, Gobixi, Shopee, Tiki. Chương trình tri ân sẽ có các mục chính như sau. Này, bắt đầu vô nè. Tặng phần quà tri ân đầu tiên trị giá 68 ngàn khi anh chị tham gia nhóm. Nó cho các bạn 68 ngàn. Số 2,
điểm danh tham gia chiến dịch nhận 20.000, tức là các bạn chỉ cần ghi chữ điểm danh là có 20.000. Tiếp, tham gia mini game chiến dịch quan tâm 20 nhãn hàng các sản phẩm mới ra của nhà tài trợ, nhận quà trị giá 250.000 đồng trên 16 nhãn hàng trên Zalo. Tức là mỗi lần các bạn bấm thích thì các bạn sẽ có 15.000 hoặc là 20.000, thì tùy theo cái thằng lừa đảo nó cho các bạn nha. Mình giải thích lại nha. Điều một, cái một nè, nó sẽ chuyển khoản luôn cho các bạn 68.000 luôn. Ok. Cái hai, các bạn bấm chữ điểm danh, nó tặng tiếp cho các bạn 20.000 nữa. Các bạn thấy không? Mới mở mắt ra nó tặng cho các bạn 88.000. Cái này á, nó nhắn cho mình lúc 3-4 giờ chiều. Các bạn nhìn phía trên nè, 4 giờ chiều nè, thấy không? 4 giờ chiều thì nó bắt đầu nó gọi cho mình, thì bắt đầu là mình tham gia 4 giờ chiều nha. Mình gửi cái hình tiếp theo nha. 4 giờ chiều. Rồi tiếp theo 4 giờ chiều. Rồi hình tiếp theo 4 giờ chiều. Đó à, chưa, cái này chưa, cái hình này chưa. Rồi. Đây, sau khi ấy xong, cái đầu nó nói nè, anh chị muốn nhận quà vui làm. Đây, có cái hình quà đó ta, nó gửi hình quà đó, nó dụ mình đó. Để mình coi thử có hình quà mình không chụp. Đây, hình quà đây. Đây, đó, nó gửi hình quà đây các bạn. Chào anh chị, em là đây là cái hình đầu tiên nè, nhân viên tặng quà từ hệ thống điện máy xanh. Đó, quà tặng nè, ly nè, thấy không? Cường lực nè, dây đeo nè, đồng hồ nè, quạt nè, dây nè, cục sạc nè. Đó, thấy không? Tặng miễn phí nha, những cái này tức là hồi nãy con nhân viên nó nói là tặng miễn phí nha. Cho địa chỉ để nó gửi những quà này tới tặng nhà. Không thu bất kỳ một phí nào, mở ra kiểm tra, thấy đúng thì nhận, không đúng thì trả về. Đâu mắc gì đâu bạn, không mắc gì hết. Trước tiên là nó đánh vô tâm lý mình là không mắc gì hết. Ok, rồi tiếp theo. Tiếp theo nữa nha. À, đây, đó là cái khúc hồi nãy nè các bạn. Khúc hồi nãy nè. Nó có một cái đoạn tiếp theo nữa. Đây. Phần quà mà mình nhận được hoàn toàn miễn phí nha. Kể cả ship, mình sẽ nhận ngẫu nhiên một phần quà từ hệ thống, tức là mình không biết nhận cái gì. Chương trình, tức là nó ghi cho mình đạp để cho mình cảm thấy bắt đầu vô cái guồng máy của nó nha. Hoàn toàn miễn phí. Hình thức nhận quà có thể quy đổi phần quà nhận được thành tiền mặt và số, và gửi số tài khoản vào nhóm để em gửi tặng nha. Đó, cái câu này nè các bạn. Hình thức nhận quà nè, mình có thể quy đổi phần quà mình nhận được thành tiền mặt và gửi số tài khoản vào nhóm để bên em gửi tặng tiền. Thì lúc đó mình trong đầu mình nghĩ sao? Giờ một là nó sẽ gửi quà về nhà mình nhận, đúng không? Cái thứ hai, bây giờ tao không biết nó là thằng nào, gửi đại số tài khoản đi, thà lấy tiền còn nhanh hơn lấy quà, đúng không? Ví dụ như lấy cái cường lực thì những khi dán không đúng, tặng cái dây đeo nhiều khi không đúng, mà chắc gì nó gửi cái đồng hồ hay là cái quạt, đúng không? Lấy tiền trước coi cho chắc ăn đó, thì nó tính là lấy tiền trước chẳng ăn. Thì lúc này nó đánh vô tâm lý mình là thử lấy tiền, đúng không? Thử lấy tiền. Đọc tiếp, đọc cái phía dưới rồi mình giới thiệu tiếp nha. Nếu anh chị nhận quà, mình có thể gửi địa chỉ nhận quà vào nhóm để bên em thống kê lại và gửi tặng quà. Phần quà mình có thể nhận từ 5 tới 7 ngày là mình nhận được. Trong quá trình tham gia, anh chị có sẽ có cơ hội may mắn nhận được các phần quà có trị giá 1 chiếc vòng tay 18k, 5.8 triệu, đồng hồ thông minh 5.2 triệu và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Là nó nói sau khi mình tham gia nha. Để mình lấy cái hình tiếp theo những lần làm ấy. Đó. Thì lúc đó bắt đầu á, bắt đầu nha. Ở trong các bạn thấy ở trong cái nhóm này có 93 người này, cái lúc mà mình vô này nó đã có sẵn 93 người. 93 người này không phải là 93 người mà nó mời như mình. Thật ra mình đếm cái số nó mời như mình tầm khoảng 20 cho tới 50 người khoảng thôi nha. Nhưng mà mình nhắm cái độ mà những người mà tương tác mình thấy tầm khoảng 20 thôi. Nhưng mà trong cái danh sách này tới 93 người đó, thì trong 93 người này nè có rất là nhiều người là người của nó, thấy không? Đầu tiên sẽ có nhiều người gửi số tài khoản vô, rồi xong rồi nó sẽ chuyển tiền vô là em, xong rồi nhắn là em đã nhận được tiền rồi, để cho nó kích thích mình các bạn. Ồ, có người gửi số tài khoản vô rồi, cũng có người nhận tiền luôn kìa.
Mình nói thẳng nha, thật ra nó chuyển tiền cho mình là thật. Ở cái đoạn này nó chưa lừa mình nha các bạn. Ngày đầu tiên nó chưa lừa mình đâu. Qua ngày hôm sau nó mới lừa. Và nó phải cho mình ít nhất là từ 200-300 ngàn nó mới lừa. Nó chưa lừa liền. Còn cái việc mà mình cho số tài khoản người khác đó, nó không có mắc gì các bạn. Ví dụ các bạn lên cái kênh của mình, số tài khoản của mình để cho vô tư, số tài khoản không có hack được, không có ăn cắp tiền được. Các bạn chỉ mất tiền khi các bạn đưa mật khẩu và cái OTP cho người ta. Cho dù các bạn đưa mật khẩu tài khoản cho người ta cũng không ăn cắp tiền được. Tại vì khi chuyển tiền người ta yêu cầu phải có cái OTP thì cái số tiền nó mới xác nhận. Không có OTP không có xác nhận được. Một cái mã số gửi qua tin nhắn đó các bạn, nó là có OTP. Cho nên anh em đừng bao giờ nghĩ là đưa số tài khoản ra sợ hack còn lâu. Không bao giờ hack được đó. Rồi tới cái bước này thì mình gửi số tài khoản lên cho nó. Mình gửi số tài khoản lên cho nó thì nó cho mình 68 ngàn, hiểu không? Nó chuyển luôn cho mình 68 ngàn. Rồi tiếp theo nó cho mình thêm 50 ngàn cái tiền điểm danh nữa. Tức là 68 ngàn, đây là cái phần mà mình không lấy quà nó gửi về nhà cho mình. Mình quy ra thành tiền mình lấy 68 ngàn. Đó, nó sẽ chuyển mình tinh tinh 68 ngàn. Ok. Rồi tiếp theo thì nó sẽ cho tiếp mình 50 ngàn, là cái chuyện là mình tham gia cái group này nè. Nó cho tiếp mình 50 ngàn 20 ta quên rồi, để coi cái thời xíu nè. Nó dài quá các bạn, 20 hay 50 gì đó. Mình coi thử cho nhiêu ta. Hình như 50 ở lúc đầu các bạn đọc cái tin nhắn hồi nãy cơ. 20 điểm danh, 20 hoặc điểm danh 20, nó sẽ cho bằng 20. Như vậy các bạn được 88 ngàn, thấy không? 88 ngàn. Bắt đầu nó cái khúc định danh là chưa nha. Bắt đầu nó nhấn tiếp nha. Đây. Ở cái đoạn này á, là mình lúc mình cầm điện thoại cái mình chưa có nhắn kiểu các bạn. Nó vô nó tát tay mình vô luôn, các bạn thấy không? Nó tát tay mình vô là phụ tùng liên xe cấp nè. Anh chị đã nộp vui làm đáng lẽ một nhóm chúc để các thành viên còn nè. Trong quá trình thực hiện sau đó em sẽ hướng dẫn anh chị định danh hoa hồng. Ê, ở đây sao? Xin lỗi các bạn. Từ từ, do mình gửi hình nó hơi lỗi mà. Đây. Đây, hồi nãy xong không? Xong bắt đầu nha. Xin phép tạm dừng đóng bờ phút để tất cả anh chị đều đạt được thông báo. Anh chị mới vào nhóm vui lòng thông báo để hiểu hơn về nội dung và quà tặng từ chương trình đúng 4 giờ sáng. Hồi nãy là mình vô lúc 4 giờ các bạn. Tức là 4 giờ sáng nó sẽ bắt đầu nó mở cái chương trình, mở nhóm gỡ phần quà 68 ngàn đầu tiên của anh chị nha. Thì cái công việc của mình đưa ra, cái công việc của nó đưa ra là nó sẽ đưa tên, ví dụ nè, nó đưa cái tên điện máy xanh, nó biểu mình vô Zalo á, gõ chữ điện máy xanh, nó sẽ ra cái phần bay của điện máy xanh này, bấm vô chữ quan tâm, chụp màn hình lẹ gỡ cho thằng Phước hồi nãy đó, cái thằng mà đưa mình vô lần đầu tiên á, gỡ cho nó, thằng đó nó sẽ chuyển tiền cho mình. Lúc đầu là mình đưa số tài khoản cho nó rồi, cứ khoảng 10 phút là mình làm một lần các bạn, 10 phút làm một lần nha. Đây, làm liên tục nha, bảo việc nè, đó, bảo việc nè, thế giới di động nè, đó, cái đây là định danh rồi, mình sẽ nói phút sau nha, đó, này định danh, cái này phút sau luôn, nhưng cái này là khúc lừa nhiều rồi, đó, cái này nó qua khúc sau rồi đó, thì cơ bản là trong từ 4 giờ cho tới 7 giờ á. Khoảng 10 phút tới 20 phút mình làm một lần, nó sẽ đưa cái tên của bất kỳ một cái doanh nghiệp nào, mình gõ tên vô đó, mình bấm like, chụp hình đưa cho nó, nó chuyển tiền liền các bạn, nó chuyển tiền liền. Mình có chút xíu nữa, mình có cái tài khoản mình có chụp hết mà, mình có chụp hết. Đây mình có quay cái video ngay lúc đầu nè. Đó, cái này để coi thấy đoạn nào. Cái này đoạn định danh đó. Đây, đoạn định danh rồi. Mình nói cái đoạn định danh nè.
thì sáng ngày hôm sau nó sẽ thông báo được, tức là tối 7 giờ nó sẽ thông báo là đúng 8 giờ sáng ngày mai mọi người bấm chữ có mặt sẽ được 20.000. Đó, thì sáng hôm sau mình sẽ bấm chữ có mặt, tự động mình sẽ có 20.000. Rồi tiếp tục làm nhiệm vụ như bình thường, là nó đưa một cái tên doanh nghiệp bất kỳ, ví dụ như là công ty vàng BNG đó, xong rồi cái mình vô công ty vàng BNG mình search cái fanpage của nó ra, mình bấm chữ quan tâm, chụp màn hình đưa cho ông Phước hồi nãy, nó sẽ chuyển tiền cho mình. Rồi làm cho tới trưa nha, làm cho tới trưa bắt đầu vô lừa nè. Cái khúc này chưa lừa các bạn. Thì cái ngày hôm trước, cái ngày lúc chiều tới tối mình làm được tầm khoảng là 150 hay 160 gì đó. Rồi qua sáng ngày hôm sau mình làm tầm khoảng 150 nữa là 300.000. Là 300 mấy các bạn, là 300 mấy nha. Thì bắt đầu đây, coi thì cái giờ đây lúc mấy giờ nha. Cái đây thì mình quay trên cái màn hình. Mình quay trên cái màn hình lúc 9:30 sáng này. 9:30 sáng này thì bắt đầu nó sẽ có một cái nhiệm vụ mới nha. Đây là mình quay trong điện thoại của mình các bạn. Chương trình đăng ký báo danh thành viên giúp anh chị có được một công việc lâu dài và ổn định. Siêu ưu đãi, sẽ có hai lựa chọn để trải nghiệm. Định danh một đây. Định danh 150.000 là định danh mức 1 nha. Sau khi định danh xong nhận về 250. Nghĩa là các bạn sẽ chuyển cho nó 150.000, các bạn nhận về 250. Bạn hiểu vấn đề không? Rồi tiếp theo, định danh mức 2 là cũng 250.000, nạp vô cho nó 250.000, nhận về 400.000. Trong đó 250.000 là tiền nạp và 150.000 tiền hoa hồng. Thấy không? Các bạn nạp 150, các bạn sẽ được hoa hồng 100.000. Là có bằng lời được 100.000 là 250, nó sẽ chuyển tiền liền cho các bạn nha. 250, các bạn nạp 250 các bạn thì 400.000. Hồi trước đây lúc đầu mình làm thì mình không nạp số 250, mình nạp 150 thôi. Mình nạp 150 xong rồi mình nghỉ các bạn. Nhưng mà hôm nay cái do bởi vì mình làm 2 ngày mình làm được 300 mấy lần. Cho nên mình nạp luôn cho nó 250, tại vì từ chiều hôm qua đúng không? Cho tới sáng hôm nay mình làm đã được 300 mấy rồi. Bây giờ các bạn nghĩ đây. Nó cho mình 300 mấy. Nó đưa mình 21 để nó dụ mình. Nếu mình có 300 mấy mà mình nạp cho nó 200 mấy, nếu nó lấy luôn nó không trả lại, mình vẫn còn lời mấy chục ngàn các bạn, mình chỉ mất công. Nếu mình làm 150 thì mình còn lời được trăm mấy. Đây là nó thả con tép nè. Đây là thả con tép nè, nó chưa bắt con tôm, nó mới thả con tép thôi. Nó lấy là nó lấy cho bạn 10 triệu, 100 triệu chứ 100.000 nó lấy làm gì các bạn? Nó chưa lấy bao giờ. Cho đây anh chị nào khi mà làm mà tới cái bước này nè, nhiều khi mình không làm được buổi chiều hôm đó, mình làm được buổi sáng hôm sau, thì mình có thể làm luôn được cái này. Tại vì 150, 250 là nó cho các bạn, nó cho luôn, nó chưa lấy. Thì mình làm luôn cái bước này nha. Cái bước này mình làm luôn 250. Đây mình sẽ quay cái quy trình mình nạp tiền cho nó nha. Nè, nó ghi này: quý anh chị lưu ý tránh nhầm lẫn số tiền mà anh nạp để định danh sẽ được nhận lẻ ngay sau khi định danh, đồng nghĩa với anh chị đã trở thành thành viên chính thức của hệ thống. Có nghĩa là nếu mà chúng ta làm cái việc này, hồi nãy cái lúc mà mình bấm vô thích cái phần bay của doanh nghiệp nếu mình không định danh cái này thì mình thích nó chỉ có 15.000, nhưng mà sau khi mình làm cái định danh này xong mỗi lần mình thích nó sẽ được 20.000, nó tăng thêm 5.000. Còn mình có thể không làm cái này luôn các bạn, mình có thể không làm, mình bỏ qua, mình không làm, mình vẫn làm bình thường, tức là nó qua cái giờ định danh này nè thì mình vẫn làm bình thường, nhưng mà cái lương nó thấp lại là 15.000 thôi. Còn nếu mình làm cái này vừa được cái tiền đó mà vừa tiền like nó còn thêm được 5.000 nữa, nó vẫn chưa lừa, thật ra nó vẫn cho bạn, mình lấy được 6.4 lần mà. Rồi tiếp nha. Tới đâu rồi, thông tin đây, anh chị chọn mức 1 hay mức 2, muốn định danh ở mức nào thì mình chuyển số tiền tương ứng với mức định danh đó vào số tài khoản niêm yết của công ty, tức là nó sẽ cho mình cái số tài khoản của nó để mình chuyển vô nha. Đây số tài khoản của nó đây, số tài khoản quân đội
83149668668. Nội dung thì không là ghi được. Đại diện công ty nhiệm hạn công nghệ y dân mắt ngân hàng ngân quân đội. Thật ra mình nói nếu mà lừa đảo thì sao ta? Ngân hàng quân đội có thể chặn số tài khoản này các bạn. Có quyền chặn thì đây mình thích lừa đảo, còn tại sao ngân hàng không chặn thì cái đó chuyện đó mình không nói được bạn. Rõ ràng nó là lừa đảo mà. Còn tại sao ngân hàng không chặn thì mình biết cái chuyện đó là chuyện của bên ngân hàng với công an nha, mình chỉ giải thích cái cách lừa đảo của tụi nó thôi nha. Đó thì mình chuyển tiền vào số này, chuyển luôn cho nó 250. Rồi, đây là mình quay ở trong cái màn hình điện thoại mình nha. Rồi, tới video tiếp theo. Thì mỗi lần mình làm á mình dễ nói là chào ngày mới, chúc anh chị chào ngày mới tốt lành. Cái đây là buổi sáng này phải không? Đây, điểm danh mới buổi sáng, điểm danh là cho 30.000 nè. Ok. Cái đây là trước cái này, trước cái đoạn kia. Đây. Đầu cái đoạn làm nhiệm vụ này các bạn. Đấy. Đây là cái số tiền mình chuyển cho nó nè. Cái phần mà mình nhắn tin nó sẽ nằm bên phải, đúng không? Còn cái phần mà người khác nhắn nó sẽ nằm bên trái. Trong cái khung chat Zalo các bạn, khi mà mình chat thì nó sẽ nằm bên phải, còn không người khác chat nằm bên trái. Đây là mình chuyển luôn cho nó 250 nha. Chuyển 250. Đó, rồi. Lúc này á nó sẽ hối thúc những người khác làm nhiệm vụ các bạn. Không? Nó sẽ hối thúc những khác nhiệm vụ. Cái thứ hai là người của nó cũng gửi những cái tấm hình chuyển tiền giống mình nè, gửi lên để cho người khác cảm thấy là có người chuyển tiền vô rồi, có người nhận được tiền hả. Rồi cái đoạn này là mình chuyển cho nó nha, vô cho nó nha các bạn, và mình thấy không, đó có cũng có người chuyển 250 nè. Rồi nó nhắc tên nè, nó nhắc nè, đây là những người mà chuyển tiền rồi nè. Anh chị đã nộp vui lòng nán lại nhóm một chút để các thành viên còn lại đang trong quá trình thực hiện. Sau đó em sẽ hướng dẫn anh chị định danh nhận hoa hồng về và tiếp tục chiến dịch anh chị nhé. 250 này nó trả lại cho mình, nó không có lấy bạn, không có lấy. Rồi tiếp nha. Đây là nhiều người lên nha, nó vẫn còn đang kiếm kẹo mà. Nó còn đang kiếm kẹo người khác. Rồi tiếp, coi thấy nó nằm trong cái khung mình quay không, nó mất cái khung mình quay. Ok, rồi tiếp nha. Không mà. Rồi. Đây. Nào đây đi anh chị rồi đây. Đây là trong video nha, để coi lúc mấy giờ đây. Ứng dụng cho rồi đây. Đây. Cái này là nó gửi cho mình một cái đường link, một cái đường link ứng dụng thứ hai để mình vô cái ứng dụng đó mình làm việc với nó các bạn. Mình giải thích cái phần này rất là nhiều người không làm cái bước này nè, không làm bước này các bạn. Tức là sau khi chuyển tiền xong nó sẽ đưa một cái đường link ứng dụng, thì cái ứng dụng của các bọn lừa đảo nào làm này là Trăng Khuyết nha các bạn. Đây, Trăng Khuyết. Đây các bạn, Trăng Khuyết nha. Thì bọn lừa đảo nó nhiều thằng, nó dùng nhiều ứng dụng khác nhau. Riêng cái bọn này nè, nó dùng ứng dụng Trăng Khuyết. Thì cái Trăng Khuyết này nè, cái ứng dụng này nè, nó y chang như Zalo, nhưng mà nó thiết kế rất đơn giản, chỉ là có một cái ô để các bạn chat thôi, ngoài ra không có chức năng gì hết. Thì khi cái ứng dụng này nó viết ứng dụng này ra, nó sẽ đăng up lên trên iOS của iPhone và Android dùng cho gì, Samsung, Nokia, tất cả những hãng còn lại. Thì những cái hãng đó người ta biết cái phần mềm Trăng Khuyết này nè là phần mềm cực kỳ dỗm và không có chức năng gì hết, thì nó không cho ở trên ứng dụng, nó sẽ không có các bạn, ở trên cái ứng dụng nó không có, thì nó sẽ up lên một cái nơi khác rồi mình sẽ tải cái nơi đó về. Thì khi mà mình cài đặt trên máy á, iPhone và điện thoại Samsung hay là những cái điện thoại Apple hay là bất kỳ những điện thoại khác, nó sẽ cảnh báo cho mình là cái ứng dụng này không tin tưởng,
Tức là nó cảnh báo thôi chứ không phải là ứng dụng này. Nó cảnh báo là ứng dụng này không tin tưởng. Nếu mà bạn tin tưởng thì bạn cài. Đó. Thì cái thằng này nó hướng dẫn luôn là anh chị bấm vô, nó không cho thì anh chị bấm vào chữ tin tưởng thì mới cài được. Thì đúng, mình tức là nó là cái ứng dụng không có tốt. Nó biết là phần mềm lừa đảo nhưng mà nó không có chặn được các bạn. Nếu mình tin thì mình cài. Còn bản thân thằng thằng iPhone này nè, thằng Apple này nè, nó không có ở trên ứng dụng nha, nó không có sẵn trên ứng dụng. Tại vì nó không cho mấy thằng đó cài lên, thì mấy thằng đó nó phải tải một chỗ khác, rồi nó đưa đường link cho mình, rồi mình tải về điện thoại của mình. Không không có bị chiếm quyền, nó không mất mật khẩu, không có ăn cắp gì. Các bạn khỏi lo, các bạn khỏi 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 lo chuyện đó. Nói chung là lời khuyên của mình cứ tải về nha. Đó thì cái đoạn này là nó đang nói nè, hả, nó đang nói là cái phần mềm đó là ok như thế nào các bạn. À, từ từ nha. Đó, đây cái giấy này, giấy xác nhận kết quả kiểm tra đánh giá các chức năng an toàn thông tin này đó, tức là nó làm giả thôi. À, rồi nó đưa cái đường link cho mình rồi, đây bạn thấy không, ứng dụng kết nối di động trang khuyết đấy. À, phiên bản là Android 9, Android 10, iOS 16, 17 vậy. À, giấy cấp phép cái này làm Photoshop. À, cái bà đó đi, có nghĩa là tại sao nó có cái tờ giấy này, tại vì khi mà mình bấm mình cài đặt á, máy điện thoại của mình nó sẽ thông báo là cái gì phần mềm không không có không không tin tưởng, thì mình sẽ bấm vô chữ tin tưởng thì mình mới cài được các bạn. Thì điện thoại nào nó không có cái chế độ đó. Đó rồi thì mình cũng không, tại vì mình đặt đây đó, các bạn thấy nó gửi cho mình một cái đường link. À, mình quên tải cái này về các bạn. Cho ra khi mình tải này về, mình sẽ làm cái video hướng dẫn cài cái này, mình quên tải. À, hồi chiều mình có cài rồi, không biết nó còn ở trong máy hay không, để mình coi lại, mình sẽ làm cái video tải nha. Đây anh chị bấm vào mũi tên nhá, rồi chính là tìm ứng dụng quản lý tệp, rồi đăng đăng ký tài khoản. Đây nó hướng dẫn cho mình các bạn. Đó, bước 1 này, sao chép ứng dụng này trên iPhone này, các bạn thấy không. Đây mình phải tải trên cái website này kofhi.nzzi.rsc.com. Đây là một cái trang web bên nước ngoài các bạn, cái đuôi nó đuôi chấm com nhưng mà cái tên miền của nó này kofhi.nzzi.rc. À đúng rồi, ở trên điện thoại mình gõ đúng cái đường link như này, nó ra cái phần mềm trang web để mình tải. Ok, mình sẽ làm thêm một cái mình sẽ làm thêm một cái đoạn video hướng dẫn cách tải này, tại vì có nhiều người mà không 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 nhấn cài các bạn. Dạ luôn, dạ nghe, dạ cặp đó em bán rồi anh ơi. Dạ. Đây mở ứng dụng Safari đúng không, bấm vào, bấm nút tin tưởng ha, trong Apple phải bấm cái nút tin tưởng mới cài được các bạn. Đó, nó hướng dẫn luôn mà. Còn trong Android các bạn, đây trang web này, cái đây là mình đang cài này, lúc mà mình vừa cài mình vừa quay luôn đó, thì mình bấm này nó vẫn chưa được đúng không, nó vẫn chưa được. Xong mình này các bạn thấy không, đây nó hỏi nè, trước khi tin tưởng vui lòng quay lại màn hình này để kiểm tra tiến trình tải ứng dụng tải tải xuống trên màn hình này, trước khi bạn có thể nhấp vào tin tưởng, vui lòng truy cập vào tài khoản iPhone đó, vào VPN và quản lý thiết bị ứng dụng nhanh chứng chỉ tin cậy đó, vô cài đặt, vô vào phần VPN và quản lý thiết bị, bạn bấm vô cái đường link phần mềm đó, bấm chữ tin tưởng thì các bạn mới cài được. Bởi vì mình xài iPhone cho nên mình những cái bước mình làm là trên iPhone nha các bạn. Đấy. Khúc này chưa, khúc này chưa, khúc này mình vẫn còn hơi 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 rối xíu này. Xong rồi mình mới quay ra cái phần cài đặt nè. Chưa, không chưa 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 khúc này mình đang hơi 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 rối các bạn, mình đang hơi rối. Đây 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 cái hướng hướng dẫn cài luôn nè, đó vào lúc cài đặt nè, đó xuống cái phần đây quản lý VPN và thiết bị nè các bạn, bấm vô nha. Đấy, bấm vô thì ở trên nó có chữ đăng nhập vào tài khoản công ty hoặc trường học gần gòn, ở trên là không có nói ha, các bạn bấm vào cái nút xanh đăng nhập vào tài khoản công ty hoặc trường học đó, còn bấm vào chữ gần gòn đó, thấy không, ở đây nó ghi là tin cậy gần du ru commercial banco đó, các bạn bấm vào cái dòng màu xanh phía trên á thì mới cài được.
hiện tại là nó chưa, tức là hiện tại mình chưa tin cậy. Bây giờ mình bấm vô đó là mình tin cậy. Sau khi các bạn bấm vô đó là nó đã xong rồi luôn mà. Nó cài rồi nhưng mà nó chưa cho các bạn mở thôi. Bấm vô đó một cái là xong. Rồi bây giờ mình thoát ra bên ngoài. Nó thật đại. Thấy không? Thoát ra ngoài là nó đã có rồi. Nó nghĩa hiện tại là mình đã cài được cái chân quyết. Như mình đã nói với các bạn, thật ra phần mềm chân quyết nó chỉ là giống như cái Zalo thôi, không có gì đặc biệt hết nha. Các bạn đừng sợ, các bạn cứ cài bình thường nha. Sau khi cài cái chân quyết xong, rồi cái kia mình không có chập. Đấy, sau khi cái này nó hơi rắc rối chút xíu. Sau khi cài cái chân quyết xong thì nó sẽ hướng dẫn mình vô trong đó đăng ký một cái tài khoản ở trong chân quyết. Giống như các bạn xài Zalo, các bạn cũng phải đăng ký đúng không? Thì các bạn lưu ý, khi đăng ký tài khoản đó, các bạn cứ lấy tên là con mèo, con chó, con chuột, con bò, con trâu, lấy đại thôi nha. Mật khẩu các bạn đặt luôn 123456. Tại vì là mình đăng cho có thôi. Thật ra nó dụ mình đăng ký cho có thôi. Các bạn cứ lấy cái tài khoản là ABCD, con mèo, con chó, con chuột, mật khẩu 123456. Rồi tải một cái hình avatar lên, lấy lại một cái hình con chó, con mèo, con chuột, con trâu, con bò gì đó, chửi tụi nó ngu như bò, đăng con bò lên, bấm đăng ký, ok là xong cái tài khoản nha. Rồi cái đây là cái khúc sao, cái đây là cái khúc, cái đây video mình quay cái khúc là khúc sao rồi. Rồi lên cái phần mềm trăng khuyết nha, để mình cho các bạn coi mình. Đây phần mềm trăng khuyết đó, thì cái lúc mà là đăng ký xong cái tài khoản rồi á, các bạn thấy phía dưới này đó, tại vì mình không có like, mình không biết like trực tiếp cái điện thoại cho các bạn coi mà. Nếu mà like như thế mình phải cầm cái điện thoại như này, mình vừa quay mình vừa nói mà, chứ còn để cái điện thoại trên đó mà tự cho nó chạy nó thì mình chưa biết cách, cho nên mình phải đưa hình lên làm hơi lâu chút nha. Đây là phần mềm trăng quyết, sau khi cài xong thì các bạn thấy hiện tại ở trên là nó có 00k các bạn, có nghĩa là tiệt. Hồi nãy là mình nạp vô 250 rồi các bạn, nạp vô 250 rồi đó. Rồi mở màn hình cho các bạn có. Sau khi 250 xong á thì cái thằng đó nó sẽ hướng dẫn mình là bấm vô cái nút tròn tròn đây đó. Bấm vô cái nút tròn phía trên này là nó được 250, các bạn thấy không? 250 là tiền mình nạp vô đúng không? Rồi sau khi mà nạp, tức là mình chụp cái hình này mình đưa cho cái thằng Phước, thằng nãy á, thằng đưa mình vô á, nó thấy đây rồi, bắt đầu nó sẽ bấm vô một cái nữa, tài khoản mình sẽ lên thành 400.000. Đây thành 400.000. Sau khi 400.000 xong rồi, bây giờ mình sẽ bấm vô cái nút rút tiền, cái nút tiền dưới nè. Thì khi bấm vô chữ nút rút tiền thì nó sẽ hiện ra cho các bạn là tên, rồi số tài khoản, tên số tài khoản và số tiền, gõ số 400 vô, bấm cái kịch một cái thì cái thằng đó tự động nó sẽ chuyển tiền cho mình 400.000. Mày hiểu cái đề không? Rồi vậy thôi, nó như phần mềm Zalo thôi, nó không vậy. Thì đó là xong cái nhiệm vụ. Xong nhiệm vụ là nó dụ mình là nó thả con tép. Nó thả con tép. Xong nhiệm vụ là nó thả con tép nha. Rồi sau khi thả con tép xong thì để coi thử tiếp theo. Mình chậm nó hơi rối ha. Còn thấy không, cái tài khoản của mình là 333 để hình gái không Sau khi mình nó dụ mình, sau khi nó cho mình 400.000 rồi thì lúc đó là bao nhiêu? Buổi sáng là mình có 300 mấy, mình làm thêm cái 250 là mình thêm được 150, là được 400 mấy. 400 mấy tiếp theo nha. Tiếp theo nó sẽ hướng dẫn mình vô một cái group khác, chứ lúc này mình không còn làm trong Zalo nữa nha các bạn. Không còn làm trong Zalo, nói chung là nó dẫn mình đi vòng vòng như dắt bò vậy đó. Nó dẫn mình vô trong cái nhóm này. Đây, cái nhóm này thì ở trong cái trang khuyết này nè, nó có hai cái group. Một cái group là để chat nói chuyện bình thường, nhưng mà mình không bao giờ chủ động nói chuyện với những đứa khác. Một cái group là nó đưa cái thông báo giống như buổi chiều hôm qua và buổi sáng, là nó cho mình một cái tay, mình vô mình bấm like, share, like cái đó, chụp hình cho nó cho 15.000. Đây là cái group chat này, đây là cái group chat này đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tài khoản này coi, có những người chuyển 20 triệu rồi, các bạn thấy không? Thằng này là chết chắc luôn rồi. Một
là cái người chuyển thiệt là chắc, cái thứ hai là người của nó, người của nó bạn, người của nó, người của nó chuyển vô, hoặc là nó đưa một cái mình Photoshop để cho mình thấy mình đã quá. Nhưng cái khúc này chưa, từ từ khúc này chưa, để mình mở cái khúc tiếp theo nha. Đấy, coi tới đâu rồi ta. Cái này còn bên Zalo, còn bên Zalo. Thế thì đợi xíu nha. Cái đây là mình quay, mình quay lại cái lúc, cái lúc mình xác minh tài khoản này. Đó, lúc nạp rút này rồi. Mình có bạn đó thôi, nhấn vào hồi nãy mình nói nè. Đó, mình bấm vô rút xong rồi bấm số tài khoản. Lúc đó là mình đang làm nhiệm vụ luôn. Xong mà mình quay lại. Đó. Đó. Mình cũng giả ngu là làm sao, làm gì rồi các kiểu. Chứ mình rành quá là nó không cho các bạn. Đó. 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 Ok. Đó, các bạn thấy không? Nó đây là mình quay cái số tiền mà mình rút được cho các bạn nè. Đó. 80.000, 80.000 nó cho lúc nào ta? 80.000 hả, cho lúc lúc buổi sáng. Lúc buổi sáng các bạn. Cái buổi chiều trước là mình làm đó, làm 20, 30 thấy không? 20. Đấy. Cộng lại là được đấy. Đây là cái ngày đầu tiên nè, được 68.000 nè, 68.000 là cái ngày đầu tiên nè. Cái đây là mình quay ngày hôm qua. Cái đây là mình quay ngày hôm qua các bạn. Quay ngày hôm qua nha. Đó, nó mới tiền vô 400.000. Đây, vô 400.000 nè. Đó, nhiệm vụ mình là 400.000. Nó còn cho thêm 50.000 nữa các bạn. Ở trong cái 250 đó nó cho mình 150.000 rồi, nó còn cho thêm 50.000 phía trên nữa các bạn. Các bạn thấy không? Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ EB thì nguyên một buổi sáng là mình đã có được 500 mấy, và tới 7 giờ tối là mình đã có được 600.400 các bạn. Coi cái đoạn rồi tiếp là trong buổi trưa đúng không? Trong là buổi trưa thì tiếp theo á, nó khi mà nó dẫn vô group này nè, vô group này đây, cái hình đây mới hình ác này các bạn. Sau khi mà các bạn 400, khi mà các bạn có 500 mấy ngàn, các bạn thật sự khi các bạn tin tưởng nó rồi á, nó đưa cho bạn một cái bảng giá làm việc. Để mình lấy lại cái hình. Đây, phải vô trong khuyết. Cái phần mềm này nó kém. Đây. Gửi đợi xíu nha, mình gửi cái hình đó lên cho bạn coi nó lừa như thế nào nha. Đây là con tôm nha, mình lấy cái Zalo. Đây là con tôm, ta bỏ con tép nó bắt con tôm. Đây, nó lâu vậy lên. Đây mới là bắt con tôm nè. Đây, thấy không? Thành then hợn thành viên nè. Đây mới là bắt đầu lừa nè. Những người mà bị lừa là những người bị cái này nè. Tức là sau khi mà mình vô cái trang khuyết rồi là buổi trưa đó các bạn. Buổi trưa đó là nó đã chào mời cái này rồi. Nhưng mà mình không làm cái này, mình vẫn làm nhiệm vụ nhỏ. Tức là khi mà các bạn làm cái này, đây mà ở dưới này, khi mà các bạn làm cái VIP 1 đúng không, thì cái lúc bạn bấm vô cái like các bạn được 30.000, mà mình không làm VIP 1 thì chỉ 15.000 thôi. Bởi vì mình không làm cho nên những cái lượt sau á, nó cho mình có 15.000, nó cho từ trưa cho tới tối luôn, cho tới 100 mấy chục ngàn nữa, cho đủ 640.000. Còn nếu mà mình làm cái ví dụ như nếu mà mình làm VIP 1 đúng không, ở dưới nha, các bạn coi bảng dưới, nếu làm VIP 1 mỗi lần các bạn like các bạn được 30.000, VIP 2 45.000, cho tới VIP 8 mỗi lần like bán 350, các bạn nghĩ coi, các bạn chỉ bấm like một cái fanpage mà các bạn được 350, mà bấm 10 cái được 3.500.000, mà một ngày các bạn làm mấy chục cái là các bạn thấy tiền nhiều không. Rồi bây giờ mình sẽ giải thích từ từ cho các bạn hiểu nha. VIP 1 1 triệu nhận
1,3 triệu là 30%. Giống như cái lúc đầu mà mình làm thăng hạng đó, thăng hạng 1 là 150.000 là được 250.000 là lời 100.000, thăng hạng 250 là được 400 là lời được 150, nhưng mà nó cho mình tới 200.000 là 150 cộng với thêm 50.000 nữa đó, còn thấy không? Còn cái này ha, 1 triệu được 1,3 triệu, 3 triệu được 3,9 triệu, 5 triệu 6,5 triệu, mỗi cái là được 30%, cho tới 100 triệu là 130 triệu. Ở cái khúc này nè, những người mà bị hay mắc lừa nhất ở cái giai đoạn này là công nhân nè, phụ nữ ở nhà nè, chăm lo gia đình nội trợ nè, ba mẹ già nè, những người ở quê nè. Các bạn nghĩ coi, nếu mà các bạn không biết đây là lừa đảo, các bạn nghĩ coi, từ hồi sáng giờ không làm gì hết, chỉ có bấm like share thôi mà có được 500.000, các bạn thấy sướng à? Ai mà biết nó lừa đảo. Nó luôn luôn nói là mày làm việc mày mới có tiền, chứ đâu phải ngồi không có tiền. Thật ra là mình làm việc mà mình bấm like mình mới có tiền, mình không like mình đâu có tiền, mình không bấm like mình có tiền. Còn đây chỉ là cái mức độ cao dần lên thôi. Các bạn tưởng tượng nha, từ hồi sáng giờ mình làm, tới lúc trưa mình làm được 500.000, tới tối mình mới được 640, nguyên 1-2 ngày mình làm được 640. Nếu mình chọn cái VIP 1 triệu, nghĩa là nó đã lấy lại được gốc, đúng không? Lấy được gốc và lời được 360, đúng không? Nếu mình chọn 100 triệu thì sao? Thì mất luôn 100 triệu, mà chọn 1 triệu thì mất luôn 100 triệu. Ở cái đoạn này nè, mới bắt đầu mất tiền nè các bạn. Cho dù các bạn chọn số 1 hay số 100, các bạn đều mất tiền. Tại vì cái lúc này nó đã thâm vào vốn của các bạn rồi. Một khi nó đã lấy được vốn và nó lấy được lời, các bạn nghĩ nó có nhả ra không? Nó nhả 2 ngày rồi mà. Nó nhả 2 ngày rồi, nó nhả từ hồi chiều hôm qua, cho tới từ sáng, cho tới trưa, cho tới tối rồi. Của mình hiện tại là mình vẫn chưa làm cái nào. Mình nghĩ rằng ngày mai nó sẽ chặn mình khỏi group. Tại vì 2 ngày rồi mà nó không ăn được thì mình chắc chắn nó sẽ chặn nha các bạn. Không bao giờ nó để mình được. Coi thằng này nó chặn mình chưa? Chưa. Chưa chặn. Chưa chặn. Rồi nếu các bạn nạp cho nó 3 triệu bằng 3,9 triệu là các bạn mất tiền. Thì tại sao người ta bị... Ví dụ như là nếu mà các bạn nghĩ coi, lần đầu người ta nạp luôn một lần 100 triệu không? Không. Không ai nạp 100 triệu. Người có thể có những người nạp 1 triệu, 3 triệu mà mất. Nhưng mà những người mà hơi tham tí xíu à, sẽ nạp 5 triệu hay 10 triệu. Các bạn tưởng tượng, ví dụ nạp 10 triệu nha. Ví dụ các bạn chỉ nhớ 10 triệu. Nó sẽ chơi chiêu rồi nè. Anh chị chuyển chưa mà bên em chưa nhận. Ví dụ nếu mình nạp 10 triệu mình sẽ được 13 triệu đúng không? Anh chị chỉ chưa mà bên em chưa nhận. Chụp màn hình lại cho em coi thôi có bị lỗi gì không? Nhiều khi những người mà làm những này không biết chụp màn hình luôn đó. Đó. Chụp màn hình cho nó xong, nó sẽ lấy lý do à bị sai dấu chấm hay sai dấu phải hay sai dấu hay là sai cái nội dung ghi không đúng cho nên không vô, hay là bên em chưa nhận gì đó. Anh chị chuyển lại xem. Nếu lúc đó các bạn nghĩ đi, mình lỡ chuyển 10 triệu rồi thì sao? Bây giờ chuyển thêm để lấy lại chứ. Nó sẽ dụ à chuyển thêm 5 triệu hay là chuyển thêm 10 triệu lại một lần nữa. Nếu mà có tiền thì anh chị không phải nhận 30% mà là sẽ nhận gấp đôi, là 20 triệu, là thay vì 20 triệu là nhận 26 triệu. Nhưng giờ nó nói 20 triệu anh chị sẽ nhận được 40 triệu. Nó nói vậy thì mình nghe mình cũng mát ruột chứ. Dù sao cũng mất 10 triệu rồi, bây giờ mình chuyển thêm 10 triệu nữa thì nhận lại số tiền gấp đôi vừa lời. Thì cái số tiền mà mình chuyển vô này nè, nó sẽ hiện trên, nó hiện trên cái trăng khuyết nha các bạn. Nó hiện trên cái này, nó hiện trên cái này. Đây là cái phần mềm nó tự tạo ra khi các bạn chuyển vô. Nó đánh con số nó lên cho các bạn. Các bạn thấy không? 250.000. Các bạn thấy cái số nó đã vô lý rồi. 250.000 đánh vậy là sai rồi, thấy không? Nhưng mà thật ra là nó đánh vô cái tâm lý của các bạn. Các bạn lỡ chuyển cái số tiền đó rồi. Các bạn lỡ chuyển 10 triệu rồi thì cái tâm lý của mình là sẽ là ừ thôi. Dù sao mất 10 triệu rồi, nó nói vậy thì chuyển thêm 10 triệu nữa để
mình gỡ gạt lại các bạn đó. Thế là chỉ 10 triệu rồi mình cũng không hiểu tại sao là nó dụ nhiều lần luôn ạ, nó dụ nhiều lần luôn, chỉ 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu, 100 triệu. Đây, không chỉ nói nhiều, các bạn lên trên YouTube nè, các bạn gõ chữ lừa đảo tiền trên mạng này, bị lừa đảo tiền trên mạng này. Rất là nhiều người, đây là những nhân chứng sống, người được đài truyền hình người ta quay lại, người ta đi tìm những người bị lừa, người ta quay lại. Thật là đau xót, là bởi vì lúc đầu á, mình cảm thấy là nó cho tiền mình ngon quá nên lần sau mình tin thôi các bạn. Đó. Còn nó cho tiền mình đừng, cái cách làm việc là nó cho tiền mình thì mình lấy, mình đừng có nạp tiền cho nó thôi, thấy không? Mình muốn nạp tiền cho nó là mình chỉ nạp đúng một lần duy nhất lần đầu thôi. Cái chiêu của nó là vậy, nạp đúng một lần duy nhất lần đầu thôi. Và nếu mình làm được 100 ngàn mà mình chuyển lại cho nó 100 ngàn thì được. Chứ còn mình làm 100 ngàn mà chuyển 500 ngàn là chết. Cái này á, mình làm nhiều rồi các bạn. Mình làm cũng 15, 20 lần gọi cho mình rồi. Mình cái này á, mình biết nó gọi cho mình cách đây á, là mấy năm trước kìa. Nhưng mà mình không biết, mình nghe. Mình nghe là mình biết lừa đảo luôn, như nhân viên điện máy xanh nó kêu mình chửi nó luôn, kêu điện máy xanh gì bọn lừa đảo gì, xong mình cúp máy. Lúc đó mình chưa biết bạn, mình từ chối rất là nhiều cuộc gọi. Nhưng mà sau này sau khi mình làm thử mình nhận quà thử bạn, thì mình thấy là nó cho tiền mình, cho nên mình làm được cũng 15-20 cái rồi bạn. Nói chung kiếm tiền khá khá nghe. Có những thằng nha, nó ma lanh hơn thằng này. Ví dụ như thằng này mình đánh giá nó là ngu, nguyên một ngày nay là nó cho mình 640 là nó ngu. Có những thằng nó không nữa nha, nó cho mình 10.000 lần đầu tiên vô, nó cho mình 10.000, xong rồi nó cho mình làm nhiệm vụ luôn. Nó kêu bạn muốn là vô nhiệm, muốn làm thành viên chính thức thì nạp 500.000, 500.000, 200.000, 300.000 đó. Như là nhớ đợt trước mình làm như là 500.000 á, nạp luôn 500.000 để chính thức, để được là thành viên chính thức, rồi bắt đầu làm nhiệm vụ giống giống như thế vậy. Là mình biết rồi, thằng này khôn hơn đó, cho đây là mình không làm, mình ăn 10.000. Trước kia tụi nó còn ngu nữa, bây giờ nó khôn rồi các bạn. Trước kia nó còn ngu nữa, là khi mà nó gọi cho mình, nó đưa mình vô group đó các bạn, là mình biết rồi, mình lấy cái đường link đó mình chia sẻ cho mấy đứa em của mình. Hồi đó không phải một mình làm, chỉ cần mà nó gọi cho mình một cái là mấy anh em mình đứa nào cũng làm hết á, 3-4 đứa vô làm liên tục đó. Thì một thời gian nó phát hiện ra các bạn, nó phát hiện ra thì nó không cho làm nữa, cho nên nó mới có vụ là nó dẫn mình đi vòng vòng các bạn. Sau khi nó đưa mình vô ha, nó đưa mình vô, nó hỏi mình tên tuổi tài khoản ngân hàng, xong nó chuyển qua một thằng khác, nó biểu mình kết bạn cái thằng đó, tại vì thằng đó là thằng mới hoàn toàn đúng không, mình không hề biết. Rồi xong mình vô thằng đó, nó hỏi mình một lần nữa mà mình trả lời trước quốc là nó biết thằng kia dẫn mình vô. Đó. Cho nên bây giờ khi mà mình chia sẻ link group đó là người ngoài không bao giờ làm được, nó không bao giờ chấp nhận. Nó chỉ nhận những người mà tự nó kéo vô, nó mới làm các bạn. Thì cái bước này là bước cuối cùng rồi, nó không còn bước nào nữa. Nếu anh chị em mà nạp tiền vô ở cái bước này nè là mất tiền, không lấy lại được. Rồi thêm một cái kiểu lừa đảo nữa là nhận lấy tiền lại của những người lừa đảo. Đây thì cái này là của VTV người ta làm, mình không có up lên đây được, nó sẽ bị bản quyền các bạn. Các bạn lên YouTube ha, các bạn gõ chữ mất tiền hai lần vì mắc bẫy lừa đảo lấy lại tiền lừa đảo. Thậm chí nó chạy quảng cáo trên Facebook rất nhiều nha, chạy quảng cáo Facebook rất là nhiều, mà không hiểu sao ông Facebook ổng ăn tiền quảng cáo, ổng để cho thằng lừa đảo chạy quảng cáo mới kìa. Sau khi mình bị lừa đảo xong là mình tức rồi đúng không, mình lướt Facebook mình sẽ thấy là chúng tôi là luật sư chuyên lấy tiền lại của những vụ lừa đảo. Thì thật ra là đã lừa đảo rồi mà sao lấy được, công an lấy chưa được, ai lấy đúng không ạ? Nó sẽ hỏi mình là mất bao nhiêu là gì, xong rồi đóng một số phí để nó kiểm tra ngân hàng, nó lấy tiền lại cho mình.
cuối cùng đóng phí và nó mất tiền tiếp. Thì các bạn coi cái video nha, coi video của VTV chứ mình không có mở lên để mà mời chị nha. Hãy liên hệ với chúng tôi sẽ hỗ trợ hướng dẫn bạn thu hồi số tiền đang bị treo trên hệ thống các hội nhóm. À, nó đang quảng cáo rất là nhiều luôn. Đó. Thì à, tổng kết lại nha, nếu ai mà gọi cho các bạn mà giới thiệu nhân viên gì đó mà có quà tặng, nhắn đưa số tài khoản cho nó chuyển tiền, các bạn lưu ý là nó chuyển tiền cho mình nhận, đừng chuyển tiền cho nó. Ok. Còn nếu các bạn làm trong một ngày được 150, 200, 250 mà làm cái nhiệm vụ một, các bạn nên nhớ nha, chỉ làm đúng một nhiệm vụ một thôi nha, là chuyển tiền lại cho nó, với điều kiện là mình phải làm dư số tiền mình kiếm được. Ví dụ mình kiếm 200, 300 mà làm nhiệm vụ bộ là 150, 200 thì mình làm nha. Còn nếu mà quá cái số tiền đó thì đừng làm, là dính vào cái bẫy. Có thể nó cho các bạn 200, 300 nhưng nó bắt các bạn chuyển 500.000 để nhận được 1 triệu chẳng hạn, thì cái đó là bị bẫy rồi. Mất gì mình có 300, 400 ngàn, mất gì mình chuyển cho nó 500 ngàn là mình lỗ 200 rồi. Bây giờ mình không biết là nó có chuyển hay không, nhưng mà trước mắt là mình lỗ rồi. Vậy mình bỏ 300 ngàn mình đi dẫn vợ đi ăn sinh tố, dẫn người yêu đi ăn sinh tố, rồi mất gì mới đưa tiền cho nó, đúng không? Đó. Ok, thì hôm nay là một ngày vui, kiếm được 640 ngàn. Hơn ngày công đi phù hồ đó bạn. Thì anh em nào mà bị lừa hay là chưa biết vụ này thì chia sẻ đoạn video để mọi người biết, để mọi người tránh bị lừa nha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn. Để coi ngày mai lừa mình tiếp, mình quay video tiếp cho nên coi nha.